Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi văn phòng báo giá máy bay Việt Nam Mango Tours và công ty ChaCha POS là công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin Hoa Kỳ đêm nay là bản tin liên quan tới việc Phó Tổng thống Harris chính thức nhận đề cử Tổng thống từ Đảng Dân Chủ. Phó Tổng thống Harris cố gắng xác định bà vì Hoa Kỳ phát họa hình ảnh hoàn toàn trái ngược với ông Trump hôm thứ Năm khi bà nhận đề cử Tổng thống 2024 từ Đảng Dân Chủ. Tại đại hội toàn quốc, bà đã nói rằng, thay mặt tất cả mọi người mà câu chuyện của họ chỉ có thể được viết ra tại đất nước vĩ đại nhất trên trái đất, tôi xin nhận đề cử Tổng thống Hoa Kỳ. Bà Harris trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ cách đây hơn một tháng khi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc chạy đua vì áp lực từ các đồng minh. Nếu như đắc cử, bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Đại hội 4 ngày có sự hiện diện của những tên tuổi lớn trong chính trường và âm nhạc. Trong buổi tối cuối cùng của đại hội, 23.500 ghế của trung tâm United Center ở Chicago kín chỗ, nhân viên trung tâm tạm thời không cho thêm người vào trong. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Biden gọi điện thoại chúc mừng bà Harris may mắn trước bài phát biểu của bà. Ám chỉ lời lẽ ghi chia sẻ của ông Trump sử dụng trong cuộc vận động tranh cử. Bà Harris hứa hẹn bà sẽ là tổng thống của toàn thể người dân Hoa Kỳ. Là cựu bộ trưởng tư pháp California, tham vọng tổng thống của bà Harris thể hiện rõ nhiều năm qua, nhưng gặp trở ngại như cuộc vận động tranh cử của chính bà năm 2020 và những khó khăn trong gần 4 năm giữ chức vụ phó tổng thống. Bà nói rằng với cuộc bầu cử này, đất nước chúng ta có cơ hội bỏ qua quá khứ cay đắng và đầy chia rẽ. Một cơ hội hướng đến tương lai, không phải với tư cách là thành viên của bất kỳ đảng phái nào mà là toàn thể người dân Hoa Kỳ. Ban nhạc country The Chicks hát quốc ca và ca sĩ Pink biểu diễn tại United Center. Ông Trump thăm bức tường biên giới ở Arizona, đổ lỗi cho phía dân chủ về chính sách di trú. Trên con đường đất phía dưới những ngọn đồi rải rác cây bụi ở Arizona, ông Trump dùng bức tường biên giới để phát họa sự trái ngược hoàn toàn giữa chính sách của ông để bảo vệ biên giới và chính sách của Phó Tổng thống Harris. Tháp tùng ông Trump là các bà mẹ, cảnh sát trưởng quận hạt Cochise và lãnh đạo nghiệp đoàn cơ quan tuần tra biên giới để phát đi thông điệp cứng rắn về an ninh biên giới trong chuyến thăm vào hôm thứ Năm với chủ đề làm cho Hoa Kỳ an toàn trở lại. Ông Paul Perez, chủ tịch nghiệp đoàn cơ quan tuần tra biên giới, nói rằng bên phải ông là bức tường Trump. Đây là bức tường được xây dựng dưới thời Tổng thống Trump. Bên trái ông là bức tường Kamala, không có tác dụng gì cả. Chuyến thăm biên giới là sự kiện thứ tư trong một loạt sự kiện diễn ra tại các tiểu bang chiến trường trong tuần này nhằm phân tán sự chú ý khỏi chuyện đề cử bà Harris ở Chicago. Những người phát biểu tại đại hội vào tối thứ Tư cáo buộc ông Trump dùng biên giới để công kích di dân. Tham gia chuyến thăm biên giới vào hôm thứ Năm là các bà mẹ có con cái bị sát hại trong thời chính quyền Tổng thống Biden, trong đó nghi phạm là di dân ở Hoa Kỳ trái phép. Ông Trump thường xuyên đề cập đến các cuộc tấn công liên quan đến di dân để làm nổi bật lo ngại về các chính sách của chính quyền Biden, mặc dù một số nghiên cứu cho thấy những người sinh sống trái phép ở Hoa Kỳ ít bị bắt giữ vì tội phạm bạo lực, ma túy và tài sản hơn người chào đời tại Hoa Kỳ. Tại sự kiện ở Arizona, nhân viên bắn tỉa đứng gần đó ở vị trí cao hơn, mắt và vũ khí hướng sang phía Mexico. Lực lượng an ninh cũng có mặt bên phía Mexico. Những người khác mặc đồng phục cho thấy họ là cảnh sát Mexico. FDA chấp thuận vaccine COVID mới từ Pfizer và Moderna. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, hôm thứ Năm chấp thuận vaccine COVID mới từ Pfizer và Moderna. Đây là lần thứ ba vaccine được cập nhật để theo kịp các chủng đang lưu hành. Vaccine sẽ có mặt trên thị trường trong vài ngày tới. FDA chưa chấp thuận loại vaccine thứ ba từ công ty dược phẩm Novavax. Thời điểm chấp thuận vaccine mới là rất quan trọng vì phần lớn Hoa Kỳ đang trải qua làn sóng lây nhiễm COVID mùa hè. Tính đến thứ Hai, Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, cho biết số người xét nghiệm dương tính COVID tiếp tục tăng và số người đến phòng cấp cứu vì COVID tăng cao từ giữa tháng 5. Số nhập viện cũng tăng tương ứng. Vaccine mới từ Pfizer và Moderna nhắm vào chủng KP số 2, tức là hậu duệ của biến thể JN số 1, chủng virus lây lan nhanh ở Hoa Kỳ vào mùa đông năm ngoái. Các nhà sản xuất dược phẩm bắt đầu bào chế vaccine mới từ tháng 6 sau khi FDA khuyến cáo họ đổi mới công thức để theo kịp biến thể mới đang lây lan tại Hoa Kỳ. Vaccine thứ 3 từ Novavax cũng được cập nhật để ngăn chặn chủng JN số 1. Chủng JN1 và KP2 hầu như giảm lây truyền.
Tính đến thứ Bảy tuần trước, chủng KP.3.1.1 chiếm khoảng 36% tổng số ca của COVID mới, trong khi chủng KP.3 chiếm khoảng 17%. Hiện chưa rõ chính xác hiệu quả của vaccine với những biến thể mới hơn như thế nào, nhưng các chuyên gia hy vọng chúng sẽ ngăn chặn bệnh nặng. Thống đốc Abbott không đưa di dân nào từ Texas đến các thành phố dân chủ trong tháng 7. Dữ liệu dường như cho thấy thống đốc Greg Abbott không đưa di dân nào ra khỏi Texas trong tháng 7, mặc dù tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa vào hôm 17 tháng 7, ông tuyên bố sẽ tiếp tục đưa di dân lên phía Bắc cho đến khi biên giới an toàn. Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas, trong tháng 7 năm 2023, ông Abbott đã thuê 95 xe bus chở gần 4.300 di dân đến các thành phố trên khắp Hoa Kỳ. Tháng 7 năm nay, ông không đưa di dân nào ra khỏi tiểu bang. Dữ liệu bao gồm khoảng thời gian khi xe bus bắt đầu chở di dân đến các thành phố khác từ ngày 11 tháng 4 năm 2022 cho đến ngày 8 tháng 8 năm 2024 và xác nhận bản tin của NBC News vào tuần trước, trong đó nói rằng các chuyến xe bus giảm mạnh sau khi sắc lệnh của Tổng thống Biden nhằm giới hạn đơn xin tị nạn có hiệu lực từ đầu tháng 6 và sau đó tiếp tục giảm vì không có đủ di dân để đưa lên xe bus. Trong tháng Giêng, ông Abbott đưa 156 xe bus đến các thành phố dân chủ bên ngoài tiểu bang. Tổng số giảm trong tháng 2, sau đó tăng trở lại trong tháng 3 và tháng 4 khi Texas mỗi tháng đưa hơn 100 xe bus đến Chicago, Denver và New York. Đến tháng 5, tổng số bắt đầu giảm với 76 xe bus chở khoảng 3.000 di dân. Trong tháng 6, con số này giảm mạnh hơn. Trước ngày 4 tháng 6, thời điểm sắc lệnh có hiệu lực, chỉ có 5 xe bus rời khỏi Texas. Ngày 4 tháng 6, ông Abbott đưa 8 xe bus đến Chicago, Denver và New York. Sau ngày 4 tháng 6, ông chỉ đưa thêm 15 xe khác đến các thành phố. Ít nhất một xe bus vào ngày 11 tháng 6 chỉ chở 25 người, tức khoảng nửa xe. Một người Arizona bị truy nã vì dọa sát hại ông Trump. Văn phòng cảnh sát trưởng của ngã Cochise cho biết, một người Arizona bị truy nã vì dọa sát hại cựu tổng thống Trump trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Trump đến quận hạt Cochise trên đường đến thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong cuộc vận động tranh cử của ông. Ông Ronald Lee Source, 66 tuổi, có nhiều trác bắt giữ từ Wisconsin. Khi được hỏi về đe dọa sát hại ông Arizona, ông Trump cho biết ông không nghe nói về chuyện này, nhưng ông không ngạc nhiên và lý do là vì ông muốn làm những việc sẽ mang đến điều tồi tệ cho những kẻ xấu. Đây là đe dọa mới nhất trong một loạt đe dọa nhắm vào các ứng cử viên trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây. Vào đầu tháng 8, một người Virginia bị truy tố vì đe dọa phó tổng thống Harris và một người New Hampshire bị bắt giữ hồi tháng 12 vì dọa sát hại các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa. Trong tháng 7, ông Trump bị bắn trúng tai trong âm mưu ám sát làm cho hai người khác bị thương và một người thiệt mạng. Cơ quan mật vụ bị theo dõi sát sau vụ nổ súng. Sau đó, giám đốc cơ quan này từ chức. Bất chấp những sự việc này và đe dọa mới, ông Trump cho biết ông tôn trọng cơ quan mật vụ và công việc họ làm, đồng thời nói rằng họ sẽ rút ra bài học từ những sai lầm. Cựu chiến binh Hoa Kỳ lập nhiều kỷ lục thế giới Guinness về nhiều hình xăm nhất. Cựu chiến binh Hoa Kỳ Esperance Ferrazina vừa lập nhiều kỷ lục Guinness thế giới về người có nhiều hình xăm nhất là nữ, người có nhiều hình xăm nhất còn sống và người cải biến thân thể nhiều nhất là nữ. Phải mất 10 năm để hình xăm phủ kín 99.98% cơ thể của cô, bao gồm hình xăm trên da đầu, mí mắt, nhãn cầu, lợi, lưỡi và gan bàn chân. Trong cuộc phỏng vấn, Frizina cho biết cô thích hình xăm là bộ sưu tập ký ức để cô có thể mang đi khắp nơi. Ban đầu, cô không tính xăm nhiều như thế này, nhưng dần dần hình xăm phủ kín cơ thể cô. Cô Frizina cũng có 89 cải biến thân thể như chẻ đôi lưỡi, cấy 5 món đồ trên mặt và bấm tay. Cựu binh 36 tuổi còn xỏ khuyên trên tai, núm vú và lợi cũng như cắt một phần tai. Cô nói rằng trở thành người phụ nữ có nhiều hình xăm nhất và cải biến thân thể nhiều nhất làm cô cảm thấy hơi điên rồ. Nhưng cô phấn khởi và dĩ nhiên cô chưa dừng lại. Kỷ lục của Frizina cũng sẽ được đưa vào sách kỷ lục Guinness Thế giới năm 2025, chuẩn bị phát hành trong tháng 9 tới. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất. Xin gọi 1-888-630-9658, sẽ có nhân viên đặt vé máy bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000.
Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. Cộng đồng thắp nến cầu nguyện cho Long Phạm, nhân viên phục vụ cộng đồng San Jose. Thị trưởng London Bridge đề nghị cải tổ hiến chương thành phố San Francisco. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mãi tốt nhất cho quý vị. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.